Em sẽ giới thiệu chị về một cổ phiếu trong ngành vận tải là PVT. Đấy, thì anh chị có thể xem đây là tên công ty là công ty cổ phần vận tải dầu khí PVT này. Giá hiện tại đang ở 24.800. Thì điểm nhấn đầu tư của cái về ngành vận tải này nó sẽ phụ thuộc vào giá cước thuê tàu của PVT này. Thứ hai là cái khả năng gia tăng đội tàu của PVT. Thứ ba là cái nhu cầu của vận tải khí tự nhiên LNG trong dài hạn. Thì hiện tại thì điểm nhấn đầu tư của PVT là có lợi nhuận bình quân trong 8 tháng năm 2021 tăng trưởng mạnh 19% trong cùng kỳ. Đấy thì mình thấy là tốc độ tăng trưởng là khá là tốt. Ngoài ra công ty đã thuê được 4 tàu mới với trọng tải trọng gần 160.000 TWT, thì nó khả năng nó sẽ tăng và cái này cũng sẽ là tăng doanh thu cho PVT trong thời gian tới. Còn cái giá cước vận tải dầu khí ấy, dự báo cuối năm 2021 nó sẽ tiếp tục được gia tăng do nhu cầu dịch ấy, hoặc là vận chuyển hàng hóa ấy, vận chuyển khí nữa sẽ tăng cao khi mà sau khi dịch Covid được kiểm soát. Còn trong tương lai thì VT sẽ phát triển mở rộng lĩnh vực vận tải khí ấy, khí hóa lỏng của bên LNG ấy, thì sẽ điểm quan trọng là từ các nhà máy điện khí ấy, nhưng mà sẽ bắt đầu đi vào sử dụng ngoài 2025. Thì hiện tại thì cái này thì nó vẫn là chỉ là triển vọng thôi, nên là cái này thì chưa có đóng góp gì nhiều. Tiếp theo là mình đến cái dự báo kết quả kinh doanh ấy. Kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm thì việc mình PVT mới đầu tư thêm 4 tàu mới thì sẽ giúp cho doanh thu và lợi nhuận 6 tháng cuối năm tăng trưởng theo dự tính là tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Thì với cái thông số kinh doanh ấy thì chúng tôi có định giá là PVT ở vào mức 29.800 thì sẽ thích hợp cho anh chị đầu tư dài hạn từ đây đến cuối năm, lấy lợi nhuận từ hiện tại là 15-20%. Hiện tại thì cũng khá là tốt. Cái đồ thị của PVT từ đây mình xem, cái đồ thị PVT thì nó cũng chế biến giao dịch rất là đều ấy, tăng trưởng đều ấy. Thì mình cứ canh những cái dịp thị trường giảm ấy thì mình sẽ tích lũy thêm cổ phiếu thì nó sẽ có lợi nhuận tốt.